Rồi, chờ anh em xem một số bình xăng của xe cúp CD CL ha. 67 rồi ha. Nè, hàng gia băng, hàng rã xe ra cho anh em. Băng ha. Rồi anh em mình có nhu cầu thì alo số điện thoại 0978 79 79 78 ha. 50 70 90. Này giờ anh em vệ sinh ha. Vệ sinh sạch sẽ vô xe. Rong bầu về anh em tự làm. Này mình tháo xe để lâu quá thôi. Chứ không có gì hết. Này hàng tháo xe xuống nên giá nó anh em không phải là hàng chợ nha, không phải mà hàng vài trăm ngàn đâu nha, trăm mấy 200 ngàn không có ha, hàng Nhật về hết. Anh em cần thì inbox số điện thoại có Zalo ha, 0978 79 79 78 nha. Lý do là mình không bán là do một số anh em á về không xử lý được chảy xăng đồ ha. Thì anh em nào biết anh em thợ nào mới biết xử lý được á thì mình chia sẻ để cho anh em chơi. Năm mươi nè. Này ông 90 ha, này OCD ha. Giá băng ha. Có rin đồ hay rồi. Giá băng. Hàng Nhật thì anh em khỏi phải làm đúng đồ hoàng á, canh chỉnh đúng đồ hoàng thì chạy mượt mà luôn, khỏi sợ gạt khỏi cái gì hết ha. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi. Anh em cần alo số điện thoại 0978 79 79 78 nha. Mình sẽ chụp chi tiết từng từng hình qua cho từng cái bình xăng mà mình giao cho anh em về anh em vô xe ha. Rồi, cảm ơn anh em nhiều. Chào, hẹn gặp lại anh em ở video sau.